trốn truy nã từ Hà Nội, người đàn ông cạo đầu ẩn mình trong chùa ở Đồng Nai. Bị can Dương Quyến bị công an quận Long Biên, Hà Nội truy nã đặc biệt về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản vào năm 2012 nhưng đã vào chùa Phước Sơn, tỉnh Đồng Nai lẩn trốn. Chiều mùng 4 tháng 5, công an phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội cho biết đã bắt giữ đối tượng truy nã Dương Quyến, sinh năm 1956, ở Trương Dương, Hoàn Kiếm khi đang lẩn trốn ở chùa Phước Sơn, tỉnh Đồng Nai. Trước đó, công an phường Trung Hòa phát hiện một người đàn ông sinh sống tại chùa Phước Sơn, phường Phước Tân, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai có biểu hiện nghi vấn. Qua xác minh, công an phường Trung Hòa xác định đây chính là đối tượng Dương Quyến. Người này bị cảnh sát điều tra công an quận Long Biên, Hà Nội truy nã đặc biệt theo quyết định số 45 ngày 17 tháng 9 năm 2012 về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Hiện hồ sơ đã được bàn giao lên phòng cảnh sát kinh tế công an thành phố Hà Nội thụ lý. Công an phường Trung Hòa đã báo cáo chỉ huy công an quận Cầu Giấy lập kế hoạch truy bắt đối tượng. Ngay khi vào đến tỉnh Đồng Nai, tổ công tác của công an phường Trung Hòa phát hiện đối tượng Dương Quyến di chuyển tới khu vực xã Bắc Sơn, huyện Tràng Bom, tỉnh Đồng Nai. Ngày 25 tháng 4 năm 2023, tổ công tác đã bắt giữ được đối tượng Dương Quyến. Công an phường Trung Hòa đã bàn giao đối tượng Dương Quyến cho phòng cảnh sát kinh tế công an thành phố Hà Nội để xử lý theo quy định.